Trở lại với câu chuyện của chị Lê Quỳnh Thư, chị đang có hai người con và một cuộc hôn nhân đã từng đổ vỡ. Cho Trấn Thành hỏi là cái chuyện gì đã xảy ra ở cái cuộc hôn nhân đầu của chị? Đối với riêng cái trường hợp của cá nhân mình á, thì cái sự đổ vỡ có lẽ là đến từ sự thiếu hiểu biết và thiếu một cái sự thông cảm từ cả hai. Tôi đến với cái cuộc hôn nhân đầu tiên trong một cái độ tuổi 25-26 tuổi. Đó là mối tình đầu khi mà chúng tôi gặp nhau tại trường đại học lúc tôi tròn 18 tuổi. Có nghĩa là tôi có 7 năm yêu nhau rồi mới quyết định là kết hôn. Nhưng sau khi sống với nhau được 3 năm thì cuộc hôn nhân đó tan vỡ. Chúng tôi đã không bước qua được cái giai đoạn đầu tiên của cuộc hôn nhân. Theo chị, sau hôn nhân nó khác với trước hôn nhân ở những cái điểm nào cụ thể? Tôi hay ví là cái cuộc hôn nhân nó cũng giống như là mình đi khiêu vũ ha Trấn Thành. Dạ vâng. Trong cái khiêu vũ, cái người nam và cái người nữ á, buộc lòng là phải rất hiểu được cái vai trò của mình trong một cái điệu nhảy đó. Người nam mà bước lui, người nữ cũng phải bước tới. Nó mới hòa quyện với nhau tạo thành một cái điệu vũ đẹp. Và nếu như mà bạn đi lộn cái vai trò của mình thì ngay lập tức là bạn bị té tại chỗ không? Thì cái cuộc hôn nhân của mình nó cũng giống như thế. Dẫm đạp lên vai trò của nhau. Dẫm đạp lên vai trò của nhau và mình đã thực sự là không hiểu được cái vai trò đó. Nhưng mà có bao giờ chị nghĩ rằng là khi bước vào cái hôn nhân, một trong những cái lý do mà người ta có thể chia tay nhau là tại vì người ta nghĩ rằng mình đã là của nhau rồi? Ngay cái cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi đã được ông bà và cha mẹ mình dạy một cái câu tương kính như tân. Cho dù cái giai đoạn nào mình cũng phải là kính trọng nhau như lúc ban đầu. Nhưng mà bởi vì đúng là khi mà bước vô cái cuộc hôn nhân là thử thách đến với mình rất là nhiều. Đó mới là cái điểm mấu chốt. Và tại vì mình đã không đủ bản lĩnh, không đủ cái sự hy sinh và bao dung để vượt qua những cái thử thách trong hôn nhân đó. Chị có dám chia sẻ cụ thể một tí không? Để mình biết vấn đề đó là gì? Tôi nghĩ là khi kết hôn thì tôi dành cái tình yêu lớn ở trong lòng mình cho công việc. Vì tôi nghĩ là đó là cái cách mà tôi thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với gia đình. Đó cũng là cái giai đoạn mà tôi mới ra trường, cho nên là tôi làm việc khủng khiếp. Thưa quý vị, chị ấy đã từng là khách hàng của tôi, chị mời tôi làm chương trình. Mà cái thời điểm đó trong đầu tôi nghĩ là ôi trời đất ơi, ở đâu có một cái bà mà bà lanh, mà bà giỏi, bà quán xuyến hết mọi chuyện, mà cái miệng bà tép lạc tép lội. Tôi nói tôi là tôi nói dữ lắm rồi, mà có một cái người phụ nữ quý vị biết không, cái hình ảnh đó lúc đó được ngày hôm nay gặp lại thì Trấn Thành mới nghĩ ra một điều như thế này là một thử thách dành cho người đàn ông ở gần bên chị để có thể làm cho chị yêu thương người đó. Đó cũng chính là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự đổ vỡ trong hôn nhân. Đó là tôi đã gây một cái thử thách như đúng cái từ Trấn Thành nói, và áp lực đối với cái người đàn ông của mình. Bởi vì tôi đang nhảy lộn vai, tôi làm nhiều quá, tôi sân si quá, tôi lo kiếm tiền nhiều quá. Thật ra tôi hoàn toàn đồng ý với một cái quan điểm mà mọi người hay chia sẻ với nhau, đó là cái thành công lớn nhất của cái người đàn bà đó là thành công về gia đình, chứ không phải cái sự lấp lánh ở ngoài xã hội, vị trí của cô ấy, sự thành công của cô ấy trong công việc, không phải. Qua cái câu chuyện chị vừa kể á, Thành chợt nhận ra một điều nhá, chị đang tước mất của chị một cái quyền đấy, đó là quyền cho người ta được chăm sóc, được chăm sóc mình, và cái quyền được phép yếu đuối. Thưa chị, chị đang quá mạnh mẽ trong một mối tình, cho nên là hiện giờ đó là tôi cố gắng yếu đuối mà phải cố gắng, nghe thấy ghét không kìa. Cái việc mà chị nuôi hai đứa bé nó có phải là một khó khăn hay không? Nó không những là khó khăn mà là quá khó khăn, ngay cả với một người phụ nữ thành đạt như chị. Bởi vì là mình vừa phải đóng vai trò làm mẹ, mình vừa đóng vai trò làm cha, mình vừa làm chị khi làm bạn nữa. Con mà khỏe mạnh, vui vẻ, bình thường thì đã là cực khổ rồi. Bởi vì phải đưa đứa này đi học, đưa đứa kia đi học, đưa đứa kia đi nhà trẻ, đưa đứa nọ đi đá banh. Mà đặc biệt là khi con ốm nữa thì bạn trở về với một cái nỗi niềm cô đơn đến cùng cực khi mình đóng một lúc nhiều vai như thế. Có bao giờ chị lại bị cuốn vào công việc rồi quên mất cái nhiệm vụ làm mẹ không? Không bao giờ. Tôi có thể là đi qua đổ vỡ trong cái tình cảm, nhưng tôi rất tự hào. Và ngay cả ông xã của tôi hiện nay, anh cũng nhận ra cái điều đó. Và đó cũng là một trong những cái khiến anh đến với tôi, là bởi vì anh nhận ra là tôi thực hiện cái vai trò làm mẹ rất tốt. Và ngay cả với cái cuộc hôn nhân này thì tôi vẫn giải thích với anh là
con cái là quan trọng nhất với em, anh là số 2 thôi. Thôi thà thưa quý vị, ngay từ đầu làm rõ vấn đề đỡ tranh giành quyền lợi. Cái điều may mắn là gì em biết không? Là dạ, cái người đàn ông của mình á, họ hiểu được cái vai trò đó và họ trở thành cái thứ nhất ngang hàng với mình luôn á. À, và dạ, để đối xử với con cái của mình và đối với con cái của mình, con cái cũng lên số 1 đối với họ luôn. Thì ngay lập tức mình hết sức là may mắn để tìm được cái người đàn ông đó. Vấn đề là quyền lợi ngang nhau, nhìn chung một hướng, hợp lý. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời người thật việc thật, cái người đàn ông mà vừa cả gan lấy cái người phụ nữ ở độ tuổi 42 với hai đứa con trong một tháng trước sẽ có mặt với chúng ta ở đây. Sau vài phút giải lao chúng tôi sẽ quay trở lại ngay quý vị. Cho dù là mình đi qua rất là nhiều những đau khổ nhưng mình luôn nuôi nấng cái niềm tin vào tình yêu ở trong lòng mình. Nên cũng thông cảm cho mẹ, muốn mẹ có được một hạnh phúc mới. Cài vào một số cái thế dạ, vâng, mà gọi là con đặt đâu ba mẹ ngồi đó giùm con. kiểu vậy. Hoa hồng nó có gai, hãy đi qua những cái gai đó thì mới bắt được cái bông hồng đẹp nhất của cuộc đời mình. Quý vị và các bạn đang trở lại với Gương Hai Chiều. Chúng ta đang nói dở dang câu chuyện của chị Lê Quỳnh Thư, một người phụ nữ thành đạt với hai đứa con mà vừa lập một gia đình. Và câu hỏi được đặt ra, người đàn ông nào cả gan như vậy có thể chinh phục được một cái người phụ nữ giỏi giang như vậy, và quan trọng hơn hết là dám đặt niềm tin là mình sẽ có thể giữ được cô ấy lâu. Thưa quý vị, trước khi gặp gỡ người đàn ông này, chúng tôi mời quý vị theo dõi một cái đoạn phim phóng sự. Họ đặt ra một câu hỏi đơn giản là: người này yêu người kia vì cái gì? Tại sao bạn chọn tôi? Chúng mình đến với nhau khi cả hai không còn trẻ nữa và cũng đã qua quá nhiều khổ đau. Hoài nghi về tình yêu và hạnh phúc là điều không sao tránh khỏi. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh và em, chúng mình đều tin rằng hạnh phúc là có thật cho những ai biết khát khao, biết trân trọng, biết chắc chiêu và nâng niu. Cô ấy là một người rất là lanh lẹ, thẳng thắn, nhưng lại có một trái tim rất là nhân hậu, rất là nồng ấm, luôn lắng nghe và chia sẻ. Quan trọng nhất, chúng tôi có thể trao đổi mọi mặt trong cuộc sống, chia sẻ được với nhau, từ vui buồn đến thành công cả khó khăn. Có một cái câu nói mà mình rất thích, đó là một người đàn ông đã chấp nhận yêu một cái người đàn bà đi qua cơn bão thì có nghĩa là chấp nhận ôm vào lòng người đàn bà với chiếc áo bị ướt. Với anh ấy thì anh ấy đã chấp nhận không phải bằng tất cả sự yêu thương mà còn bằng tất cả cái trách nhiệm của một người đàn ông đối với người đàn bà và đối với cả gia đình của người đàn bà ấy. Tình yêu thương và trách nhiệm ấy được thể hiện rõ nhất đó là ảnh yêu thương hai đứa con của mình. Thế nên chúng mình đều trân quý những ngày mà anh và em gặp nhau. Và hôm nay là ngày chính thức chúng mình chung đôi, chung một con đường, nơi mà niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thất bại mình đều có nhau san sẻ. Nên chắc chắn là trên con đường ấy, cho dù có thế nào thì cũng sẽ thật vui và bình yên vì chúng mình có nhau. Rất thú vị phải không ạ? Và ngay bây giờ người đàn ông trong đoạn clip sẽ bước ra. Xin mời. Chào anh. Chào em. Thưa quý vị, tôi không có xưng hô người ta vì tuổi tác mà tôi xưng hô người ta vì tâm hồn và cái vẻ bề ngoài của người ta. Thứ ra thôi kệ đi nhá, anh vẫn gọi em là em, vẫn gọi anh là anh nhá. Dạ vâng, đây là bé Gia Khang thưa quý vị. Em tự giới thiệu một tí về mình đi. Em tên là Gia Khang, 14 tuổi. Dạ, em mời bé lớn. Dạ. Xin chào Trấn Thành và chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Đình Thân. Tôi hiện nay đang là một giám đốc một công ty về thiết bị âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp. Dạ. Cho em đoán luôn câu chuyện là anh cung cấp âm thanh rồi vô tình cái anh hốt bả luôn phải không? Cái câu chuyện đó lắm, phút sau anh sẽ nói. Tại vì dạ, cái thời điểm anh cua bả là có em đứng đó mà em không biết.
tôi luôn luôn tự hào là tôi biết mọi chuyện. Tại sao tôi có thể bỏ một câu chuyện như vậy được? Một lát em phải nghe để em tự trấn an cái tâm hồn của em bây giờ. Em mời anh tiếp tục. Mới vừa được kết hôn. Dạ. Đây một phụ nữ rất là tuyệt vời. Chị làm cho một số những người phụ nữ khác phải ganh tị với chị đấy. Trước tiên là anh kể cho em nghe cái câu chuyện là ngày đó bắt đầu nó như thế nào. Chung một cái sự kiện, hai đứa này chụp chung một tấm hình, mà tấm hình đó lại ở một cái trung tâm hội nghị tiệc cưới, là tấm hình đầu tiên hai đứa chụp. Chụp hình chụp để báo cáo cho khách hàng, với lại khách hàng là chúng tôi đã đi khảo sát. Yeah. Đó. Thì tấm hình đó hai đứa khi đưa lên thì khách hàng nói: ủa sao hai người có nụ cười giống nhau quá. Khoan, cho em cắt một giây. Rồi, 1, 2, 3. Nha khoa không thể can thiệp trong trường hợp này. Thì tự nhiên hai đứa mới thấy ha, hình như mình có duyên. Tôi nói á, mà ghét ai á, mà muốn họ yêu nhau cứ chọc đi, chọc thế nào cỡ nào cũng dính. Đó xưa đó cũng em cũng chọc duyên vợ em giờ dính luôn. Dạ. Lúc mà chụp hình á thì rõ ràng phải có một người đề nghị: ê, mình chụp hình đi, đúng không? Dạ đúng. Thì lúc đó thật ra là mình là người chủ động đề nghị. Nhưng mà có ý đồ gì hay không? Nói thiệt chứ cũng thấy xinh xinh. Ờ đấy, tôi đã nói rồi. Đúng. Phải có cái gì đó. Nhưng mà khi mà mình nói chụp hình một tấm nha, thì thấy sao tự nhiệt tình quá. Nhiệt tình quá. Nhiệt tình quá. Ừ liền. Nãy giờ nhìn chằm chằm coi thử là có nói xấu mình không. Mà cuối cùng cũng nói xấu mình thiệt. Mà có thiệt mới nói thiệt. Cái hình nó nhìn lại. Dạ. Hai đứa hay hỏi nhau: cái hình đầu tiên mà đứng gì sắc rạp vậy? Tại vì nhìn tình thiệt. Mình nhìn ảnh cũng đẹp trai. Giả, đẹp trai nữa thấy chứ. Thật ra có hai ý Trấn Thành. Thứ nhất là đẹp trai. Phải đúng mà chứ. Thứ hai là mình rất là tinh ý. Mình nhìn thấy trên tay anh không có đeo nhẫn cưới. Cái khúc này là lần đầu tiên anh nghe nè. Là đối với phụ nữ mà đi qua hôn nhân mà đổ vỡ rồi sợ lắm. Rất rất sợ gặp cái người đàn ông đã có gia đình. Trấn Thành thì phải nói quý vị biết, tôi có tính bất cẩn nên tôi thà cất nó đi để bảo quản nó an toàn hơn. Nhưng mà đó là Trấn Thành. Dạ vâng. Anh không có làm nghệ thuật. Người ta làm âm thanh, rồi người ta khiêng âm thanh, người ta sợ mất nhẫn, người ta cất thì sao? Không hề, mình đọc được cái điều đó ở ảnh. Nên là mình hiểu là chỉ là hên thôi. Thì cuộc đời này hay không bằng hên mà. Dạ đúng rồi. Và rõ ràng phải nói một cái điều này nữa nè Trấn Thành. Cho dù là mình đi qua rất là nhiều những đau khổ, nhưng mình luôn nuôi nấng cái niềm tin vào tình yêu ở trong lòng mình. Tức mình gặp được đúng cái đối tượng của mình, thì ngay lúc đó cái niềm tin ở trong mình nó càng bùng phát hơn. Thì đó là cái khoảnh khắc mà chúng tôi gặp nhau. Tôi cũng chia sẻ từ đầu là không có ai mạnh dạn và tự tin để nói về điều đó. Dạ. Nhưng tôi có quan niệm là một cái con chim mà nó lỡ đậu cái cành cong á, mà cái cành cong nó gãy á, thì thực ra nếu như mà cái lần sau á mà nó muốn đậu á, thì nó hoàn toàn tin vào đôi cánh của mình, chứ nó không nghi ngại cái cành đó nữa. Người phụ nữ nào đó nếu như có gặp bất kỳ cái trúc trắc nào trong cái tình yêu, thì hãy vẫn tin vào cái bản thân mình. Ở đâu đó giữa cái cuộc đời rộng lớn này vẫn có một người đàn ông dành cho bạn như là vậy. Khi mà em nhận được cái thông tin là mami có một người mới, em cảm thấy thế nào? Con cũng đồng ý thôi, tại vì thấy mẹ đã trải qua những cái khó khăn rồi. Ví dụ như là cái lần hôn nhân của mẹ thứ nhất mà bị đổ vỡ thì em cũng chứng kiến, nhớ hết bây giờ. Nên cũng thông cảm cho mẹ, muốn mẹ có được một hạnh phúc mới. Có cái câu chuyện này hay lắm mà tôi muốn kể nè. Bạn này đó là Tết đó là nhà tôi quay quần, thì vẫn giữ cái thông lệ là chúc Tết. Từ lúc mà bạn biết nói cho đến Tết vừa rồi thì cái câu chúc Tết bạn dành cho tôi là gì Trấn Thành biết không? Là gì? Con chúc mẹ mau có chồng. Anh rất là thích cái tinh thần của em. Em rất là mạnh mẽ, dũng cảm và em rất là cởi mở trong cái chuyện này. Thôi bây giờ cho phép anh nghe tiếp câu chuyện này nhá anh ơi. Rồi cái sau đó làm sao? Cũng hẹn hò, cũng cà phê. Nhưng mà dĩ nhiên là mình khi gửi tín hiệu đi, một tín hiệu hồi đáp thì là có nghĩa là cả hai dường như là cũng em dùng từ là chịu đèn á. Nôm na cái dạ, vậy đó. Dạ vâng.
Thì cái khoảng thời gian đó kéo dài khoảng bao lâu trước khi dẫn đến hôn nhân ạ? Khoảng gần 2 năm. Có bao giờ anh đắn đo là mình quyết định một cái điều quá liều lĩnh hay không? Có hai ý mình muốn trả lời cho câu hỏi này. Ý thứ nhất là về mình. Ví dụ quý ông mình đi, có thể cho rằng mình sống tốt, có trách nhiệm, thì việc đầu tiên tôi tin rằng tôi sẽ gặp một người phụ nữ tốt. Một người phụ nữ sẽ xứng đáng được điều đó. Dạ đúng. Thứ hai là khi tôi quyết định tiến đến hôn nhân đó là tôi nghe bằng mắt bảo bằng chính con tim của mình. Chính con tim của mình mong muốn cái điều đó. Điều gì giúp anh nhận ra là mình tin đúng người trong khi người đó đã từng không hoàn thành tốt cái vai trò của mình trong một cuộc hôn nhân? Thật ra thì cái quan điểm của mình lớn nhất trong hôn nhân đó là sự tôn trọng. Dĩ nhiên trong quá trình hai đứa thương yêu nhau thì không thể không có cái việc mà gây gổ hoặc là giận hờn hay là cái mà sau khi những cơn mưa rào để thấy được rằng cái người đối phương của mình đó, có tôn trọng mình hay không, và thấy được rằng cái cách xử lý của cả hai hình như hướng về nhau. Bây giờ trở lại một tí về quá khứ. Cái thời điểm mà anh báo với lại gia đình mình là mình yêu một người phụ nữ như thế, em tin chắc đâu đó cũng sẽ có những sự phản đối. Thì dĩ nhiên khi nghe cái tin như vậy, bố lên Facebook đi tìm đó là ai, hiện cấu hình như thế nào. Nhưng mà bố mẹ mình thì mình cũng lớn rồi, thì cái sự tôn trọng trong cái quyết định về tình cảm thì bố mẹ mình luôn luôn đặt về mình. Rồi biết bên nhau mà chưa gặp mặt lần nào thì ngay đúng một cái dịp là giỗ. Ông cụ mời hay là? Dạ không, mình tự xử. Dạ vâng. Có nghĩa là gì? Chẳng lẽ đến ngày giỗ thì quan khách đông vậy mà càm ràm cái gì nữa? Đúng rồi. Đúng không? Cài vào một số cái thế. Dạ vâng. Mà gọi là con đặt đâu ba mẹ ngồi đó giùm con. Dẫn nàng về, em về, em chui thẳng xuống bếp giùm anh. Nha. Hay quá, đây là cách yêu của người có chiến lược. Dạ. Không chiến lược lắm. Dạ vâng, dạ vâng. Thứ hai thấy mặt đeo tập về liền, đứng chiên đồ. Mà người ta là giám đốc điều hành tràn xuống nướng chả giò. Dạ, đó. Ta thấy cưng liền. Trời sao biết hay vậy, nó đúng nướng chả giò luôn, chiên chả giò luôn. Không có cái chuyện gì làm thú vị và lấy lòng nhanh bằng chiên chả giò. Mà quan trọng đừng chiên khét đuổi về luôn. Bố mẹ cũng vào một cái thế, nhưng mà cái tâm trạng rõ ràng là bữa đó là vui. Dạ vâng. Lúc đó bạn coi đó không? Không. Mình phải có chiến lược đó. Ra là cái chiến lược đó nó nằm ở cái chỗ là tính là sắp tới một tháng nữa, hai tháng nữa, ba nữa nhà có cái giỗ quẩy gì, có nghĩa là me luôn. Đúng rồi đó. Xong rồi sắp tới nửa tháng sau nữa thì mới đến các bạn nhỏ. Dạ vâng. Rồi bây giờ nói về phía gia đình của chị Thư thì Trấn Thành lại biết được luôn là hình như gia đình ngay lúc đầu cũng lo cho chị và cũng cạn, đúng không chị? Thực ra là trong cái cuộc hôn nhân của chúng tôi, cái khó khăn mà anh gặp phải từ gia đình tôi lại lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi. Bởi vì mẹ tôi lại là một cái người mà khá là e dè. Và quan điểm của mẹ tôi là thôi ngưng đi con, có hôn nhân nữa thì cũng là đau khổ thôi. Mẹ tôi sợ những cái điều mà những người xung quanh nói về tôi. Thì tôi nghĩ tôi hoàn toàn đồng ý, hoàn toàn đồng cảm với những cái suy nghĩ của mẹ mình. Chị đã trấn an bác như thế nào? Tôi không có trấn an. Mình là người trấn an. Nè. Ồ. Thật ra thì khi bạn có đủ cái tình yêu á thì bạn bất chấp lắm. Thì thưa quý vị, tôi nghĩ là anh ấy đủ khéo léo. Cái cách mà nãy giờ anh ta giao tiếp với Trấn Thành, chia sẻ câu chuyện với quý vị cũng đủ cho một cái người phụ huynh họ có thể tin được rằng là đây là cái người đàn ông có thể mang đến được hạnh phúc cho con mình. Bởi vì công việc anh ấy ổn định, cách ăn nói của anh ta khéo léo, tôn trọng, và quan trọng hơn hết đó là một sự chân thật. Đó cũng là cái điều mà mẹ tôi nói đó Trấn Thành. Thực ra cái suy nghĩ của mẹ thì tôi hoàn toàn hiểu được, ở cái chỗ là mẹ nói như con thì không có một cái người đàn ông nào mà chịu nổi đâu. Nhưng mà sau đó thì mẹ tôi thấy đúng như những gì mà Trấn Thành đã liệt kê, là anh có công việc tốt, anh là cái người đàng hoàng, và hoàn toàn là anh đến với con gái của mình là bằng một cái tình yêu thật sự, chứ không vì bất kỳ cái lý do gì để làm cho cái người mẹ họ lo sợ. Và anh cũng có chiến lược đó, ra nhà tôi sáng mùng 1 Tết thì ai mà nở. Trời ơi, sao ông này ông toàn lựa tình yêu ngày lễ không vậy trai? Không lẽ mùng 1 mà đuổi gì á? Thiệt tình, cái điều này quá hay, là may mắn
chị tìm được một cái người đàn ông đủ để chị tin là anh ta có thể cho chị nếp mình vào vai người đó. Sở dĩ mà tôi cũng đồng ý cho Gia Khang ngồi ở đây là bởi vì tôi yên tâm, là bởi vì con trai mình chứng kiến được đầy đủ cái cuộc tình này từ cái ngày đầu tiên cho đến khi kết hôn, cho đến bây giờ luôn. Cho bây giờ bạn là... gọi anh là gì ạ? Dạ, bằng bác. Bác, tìm một cái từ nào nghe gần hơn từ bác chút xíu được không nè? Dạ, Daddy. Daddy. Ok, ok, ok. Anh Thành muốn nghe em nói cái cảm xúc của em, cách nghĩ của em về cái người này. Cái người này đối với em là một người như thế nào? Daddy là một người rất là biết quan tâm mẹ của mình, cũng yêu thương mình, cho nên là thấy rất là vui khi mà mẹ có được hạnh phúc bên người đó. Thật ra em rất là rụt rè, nhưng mà em đưa ra những cái ý kiến rất là có suy nghĩ để nói ra, chứ không phải là em nói ra cho đẹp, đẹp lòng mọi người. Tại vì anh thấy là trong mắt em có cái sự cảm nhận khi em thốt ra lời nói. Anh cảm ơn em. Thực ra cho đến ngày hôm nay ngồi ở đây với Trấn Thành và tất cả quý vị thì tôi vẫn cho là mình may mắn. Đương nhiên nó không phải là một cái thứ gì đó trên trời rơi xuống, nó hoàn toàn là do những cái gì mà mình tích lũy trong quá khứ để có được cái ngày hôm nay. Ví dụ như tôi luôn nỗ lực để làm một cái giám đốc điều hành rất là tốt, cho nên đó là lý do vì sao mà tôi có được cái chuyến công tác đó, để cái chuyến công tác ra tôi lại gặp anh. Thực ra nếu phân tích một cách rất khoa học thì nó sẽ là cái kết quả của cả một cái quá trình tích lũy. Tôi may mắn và tôi còn gặp được cái sự may mắn ở con cái của mình, là con cái hiểu. Và lớn nhất tôi tin là nãy giờ mặc dù Gia Khang không nói cái từ đó, nhưng tôi nghĩ là tất cả những cái gì mà Khang suy nghĩ là vì Gia Khang yêu thương tôi.